700 triệu đồng cho một cái đồ khui rượu vang bằng nguyên cục vàng được Kỳ Lân chế tác thành hình dạng của cá mập. Sau khi Kỳ Lân khui chai rượu vang bằng cục vàng hình dạng cá mập do Kỳ Lân thiết kế, design và hoàn thiện một cách chỉnh chu và tinh tế, hoàn mỹ, hoàn hảo. Sau khi mình khui xong á, thì mình chỉ việc là đóng cái phần xoắn ốc này lại vào trong và đóng cái phần để tì vào cái phần họng chai rượu vang. Vì Kỳ Lân mới vừa hoàn thiện xong phần vàng, phun vàng, nguyên cục vàng ra hình dáng của cá mập và công năng sử dụng để khui rượu vang. Còn 1% nữa là bọc phần da cá mập vào trên phần thân này, phần giữa này. Cho nên là mới vừa xong luôn, nên là Kỳ Lân vội quay ngay clip. Và Kỳ Lân thì ít có khui rượu, nên là kể cả những cái đồ khui khác, khi mà thao tác khui rượu thì do ít khui rượu nên là không có quen, không quen tay. Nhưng mà cầm cái đồ khui rượu vang này, Kỳ Lân khui cũng một cách rất là nhuần nhuyễn và cũng rất là dễ dàng. Phần đuôi là để cắt lột tem. Đầu tiên là bật cái cơ chế nắp dưới đáy bục này ra, xong đó đẩy cái phần cơ chế xoắn ốc này và sẽ hoàn hảo trong clip tới. Bây giờ Kỳ Lân bắt đầu tiến hành chọn da cá mập đẹp nhất, vân đẹp nhất, màu sắc đẹp nhất, thuộc da đẹp nhất của nhà thuộc da nổi tiếng. Sau đó Kỳ Lân sẽ đưa vào, bọc vào cho hài hòa, phù hợp nhất để bàn giao đến tận nơi, tận tay vì khách hàng đã đặt cái đồ khui rượu vang bằng cục vàng chế tác hình dáng dạng cá mập. Hình dạng cá mập này là thương hiệu riêng của vị khách đó luôn. Tại vì bên công ty đó có biểu trưng hình tượng cá mập này nên là mới đặt Kỳ Lân làm cục vàng bằng hình dạng cá mập để khui rượu vang này.